cái tổ khuyên ở góc này này. Đây để mình vén cái áo cho các bạn xem nhé, cái con khuyên con này. Đấy, nó đẻ được hai trứng, thế nào mà nó lở được một con. Đây 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 các bạn này. Ấy, em của Ti đấy, Ti đã con thêm em nữa rồi, ngon. Cái quả trứng kia là hỏng rồi này, mình nhìn nó trong vắt này. Không được, quả đấy không được. Đấy, vậy là khuyên của mình đã lở được lứa thứ hai rồi. Ti, ấy, làm gì mà sợ thế? Ui, hắn sợ, hắn giúp Tít ở trong này các bạn này. Không ăn à? Sao không ăn? Ôi khổng lắm. Ở ngoài đồng mà bắt ếch dễ như thế này các bạn nha. Ôi ôi nặng quá. Mời nhà chào tất cả các bạn. Như hôm qua các bạn biết đấy, là cái con ếch con của mình nó đã lở rồi. Và cái số lượng của nó thì không được nhiều lắm ấy. Thì hôm nay mình tính thế này, là mình muốn bắt thêm một ít ếch ngoài đồng này về, thả vào trong cái bể của mình, để cho nó sinh sản ra thật nhiều ếch con đi. Thì sau này mình nuôi cho nó bỏ công ấy. Thì đó là lý do mà mình vừa ra bắt. À quên, bắt một túi này. Ui nặng quá. Ui, xách một tay nó hơi nặng các bạn. Chỗ này nó phải tầm nó khoảng gần chục cân ếch này. Cái đàn ếch ở trong bể này của mình thì hôm nay nó vẫn chưa đẻ thêm một cái lô trứng nào. Đó, đó là cái lý do mà mình muốn thả thật nhiều vào đây, để cho nó gần như là ngày nào cũng có trứng đẻ đi. Ui giờ. Cái con ếch ở ngoài ao nhìn nó khác hẳn nhỉ. Ở ngoài ao là nó đen hơn này. Mình thả trong bể một thời gian thôi mà nó đã trắng con ếch hơn rất nhiều. Những con ở ngoài ao mình vừa bắt lên này, nó nhanh hơn, nó khỏe hơn và nó lại đen hơn nữa. Đấy, rồi. Để bây giờ mình cho các bạn xem những cái con lòng lọc con mà nó mới nở, để xem là nó có khỏe hay không nhé. Ở trong này này. Đây, sang ngày thứ hai, mình vẫn chưa cho nó ăn thêm cái gì các bạn ạ, vẫn để nguyên đấy. Bởi vì là mình thấy là nó ăn cái gì nhỉ? Cái màng của cái tổ trứng cũ của nó đấy. Hôm nay thì mình đang tính như này, mình sang bên nhà chỗ chú Hoan mà ngày xưa bán ếch giống cho mình ấy, để bảo chú để cho mình ít cám về mình chăn cái con ếch con này. Chứ không thì đồ ăn bây giờ thứ nhất là mình chưa kiếm ra được, và mình cũng chưa biết chính xác là nó ăn cái gì tốt hơn. Thì cứ dùng cái cám công nghiệp đi nhỉ. Cái cám công nghiệp thì nó sẽ hay hơn đấy. Đây mình đã bỏ cái gạch ra rồi để cho nó chạy ra ngoài này cho nó rộng rãi. Thừa quá. Đó đó, để bây giờ mình sang nhà chú Hoan mình mua cám luôn về cho nó ăn. Hy vọng là nó trông lớn. Wow. Ôi xuôi, may quá, đò này ở bên này sống như thế này, ngon thế nhỉ. Ôi to. Cháu chào cô chú nhá. Đến nơi rồi. Mình đã sang tới nhà chú rồi các bạn. Ấy, năm nay chú đầu tư thêm nhiều cái quây mới ghê. Chú ơi, chú đẻ cháu ít cám chú. Cháu nuôi được ếch đẻ rồi đây. Đấy, ông chú lao động lúc nào cũng cười tươi như hoa. À, cái khu vực mà ếch chú nuôi ếch con đâu chú? Ở trên này á. Thế thì chú có thể chia sẻ cho cháu một chút cái kinh nghiệm về nuôi ếch con không nhỉ? Đây tiện để mình ra thăm luôn cái khu vực mà chú nuôi ấp ếch này này. À ui ui nhiều không này. Ui ui. Thế này thì so với ếch của mình thì có mà không bằng một góc này của chú. Wow wow ui ui. Bạt ngàn ếch con luôn. Đây các bạn này. Đấy. Nhiều quá. Ở bên này nữa này. Ui ui. Ui nhiều này á. Đấy. Ở miền Bắc mình là chỉ có cái mùa này trở đi tới hết mùa hè. Chuẩn bị đến đầu mùa đông thì mới nuôi được ếch thôi. Còn thì ngoài ra những tháng khác là không nuôi được. Bởi vì ếch này nó không chịu được rét ấy. Đó. Nếu ai ở miền Bắc thì có nhu cầu mua ếch giống thì có thể là liên hệ cho chú. Chú đây là chuyên cung cấp ếch giống với lại bán ếch thương phẩm đấy. Ui ôi nhiều lắm các bạn ạ. Kìa kìa. Cả một cái khu vực này là toàn bộ là ếch giống nhà chú hết này. Wow. Thế này nó phải hàng triệu con chứ không thể nói là hàng trăm nghìn con nữa. Nhiều lắm. Đây. Ở bên này nó ếch nó chìm hết gì đấy này. Ở trên mặt nó nổi ít nhưng mà gì đấy nó chìm nhiều lắm.
bể nào cũng có ếch con luôn. Đây, đây là ếch mới nở giống như ếch của mình. Còn thì để mình xem khu vực nào là ếch to hơn. Đây. Ui, dày đặc luôn. Nhiều quá. Ui, cả bên kia nữa kìa. Đây, bên kia không biết là khu vực lôi. Ở bên này cũng là ếch hay là gì hả chú? Bên này là ao bùn hả chú? Ao bùn. Ở nhà chú năm ngoái thì chú có chia sẻ với mình là chú nuôi khoảng độ 10 vạn con cả hai bên, bên này bên lại bên này. Năm nay thì chắc mình nghĩ là nhiều hơn đấy. Cái con ếch này của chú thì được khoảng bao nhiêu ngày tuổi kể từ khi lở chú? À, được tháng tuổi rồi. À, ếch này cú đua rồi các bạn này. Đây, khi mà cái con nóng lọc của lớn lên ấy thì nó sẽ thành cái con ếch như thế này. Và đây là những con mà nó đã cú đua rồi thì nó không còn gọi là con nóng lọc nữa. Còn một số con nó vẫn còn đuôi đi. Đó, à kia vẫn là có một số con nó vẫn còn đuôi. Đấy, cứ nuôi khoảng một tháng là nó sẽ thành như này. Khi mà cụt hẳn đuôi rồi ấy, thì lúc đó gọi là con ếch. Thì sau đó chú sẽ chuyển sang những cái bể khác để nuôi. Ví dụ như là những chiếc bể này này. Ngày trước mình cũng quay cho các bạn xem rồi. Thế nhưng mà hôm nay thì mình cũng quay tiếp để cho những bạn nào mà lần đầu tiên biết tới kênh mình ấy, thì các bạn cũng sẽ hiểu được cái quá trình mà nuôi một con ếch từ lúc mà mới lớn đến lúc đẻ rồi là đến lúc mà trứng lở rồi là trưởng thành những con ếch thịt. Đây, những con ếch này nó bằng ngón tay bằng ngón chân cái của mình. Đây. Ếch này chắc cũng được tầm được khoảng hơn một tháng tuổi gì đó đấy. À không, hơn một tháng tuổi thế nào, khoảng 2-3 tháng tuổi gì đấy. Còn sang về bên này thì là những con ếch to hơn. Tầm giờ thì chắc là chú chưa có ếch thịt, mới gọi là ếch con này thôi. Bạt ngàn này. Mình đang định bảo cô bảo là để cho cháu thêm một ít cám viên nữa để tí nữa nó lớn thì mình cho nó ăn luôn khỏi phải sang lấy. Thì cô bảo là thôi cứ lấy cám bột tạm thời đi, bởi vì là chưa biết là liệu nó có sống được đến lúc mà ăn cám viên hay không. Cái thời tiết là nó thay đổi thì cái con ếch nó cũng khó để mà giữ được cái mật độ lắm các bạn. Ý cô nói với mình rằng là nó cũng dễ bị chết lắm. Của mình ít như vậy thì khả năng cao là khó giữ. Mình nghe cũng hơi lo lo. Đây là những cái bể ếch của cô, nó đang chìm dưới đáy, nó chưa nổi lên. Thế là cũng không phải là đơn giản, khá phức tạp. Đây rồi, đây chú đã để cho mình cái từng này cám. Chú bảo là nó không ăn hết nhiều đâu, lấy ít thôi. Nhưng mà cô còn chút như này, mình bảo cô cứ để cả cho cháu đi. Về nếu như mà ếch mà nó không ăn hết thì mình có thể cho cá ăn cũng được. Đó, cái cám này này. Đây thì mình nhà cho ra xe luôn rồi sau anh em mình cũng về luôn để cho cô chú còn làm việc. À, đi về đi anh em ơi. Đi. Thế cô chú nghỉ nha anh em, cháu cũng về luôn đây. À vâng vâng. Mình đã về đến nhà rồi đây. Sợ cái cám nó bị ẩm hỏng ấy thì là mình có cho nó vào trong cái lọ này để bảo quản nó được lâu hơn này. Bây giờ thì mình sẽ lấy một tí để thử cho cái con ếch của mình xem nó có ăn hay không nào. À, thấy cô chú bảo là đừng cho nó ăn nhiều quá, cho ăn nhiều quá là sau nó chóng hỏng nước ấy, với lại nói chung là nó cũng không ăn hết nhiều đâu. Đây, đây đây đây, ôi tạm thời cho như thế thôi để xem nó có ăn không nào. Ơi không thấy con nào nổi lên ăn nhá, của cô chú mình thấy cho nó ăn nó nổi lên nhiều lắm mà. Ơi để mình vứt cho thêm tí nữa đi, không nhiều quá đâu, bình thường mà. Đây đây đây, đây. Đây. Ôi không thấy nó ăn ra. Đây nó vẫn nằm im ở dưới nước này. Nhưng mà thôi kệ nó đi, chắc là của mình ít ý, thì mình không cảm giác được là nó ngoi lên nó ăn thôi. À đấy, có con nó vừa ngoi lên đây các bạn này. Đấy đấy đấy, nó đang lắc lắc này. À, thôi được rồi, hy vọng là mình sẽ cố gắng giữ được cái đàn ếch giống này của mình. Chứ nghe cô nói cũng no quá, khó giữ lắm.
Làm gì mà ngáo ngơ thế hả Ti? Làm gì mà ngáo... Ôi ơi, sợ bay mất rồi. Đây đây đây. Ti. Mình vừa cho những con ếch con nó ăn xong ấy thì mình mang bé Khuyên này của mình vào trong này để cho nó thăm em của nó. Chả là cái con Khuyên của mình ở trong AV nó đã lở tiếp rồi các bạn à. Đây đây, mình đợi mình một tí để mình bắt cái con Khuyên lên đây. Ui, cái con Khuyên này mình cho nó đứng ở trên tay mình nhá. Mà mình cảm nhận được là nó run cầm cập ấy. Hai cái chân của nó đậu ở tay mình mà nó run rung cả tay luôn. Đây, cái tổ Khuyên ở góc này này. Góc này là nó hơi bẩn một xíu bởi vì là ở trên này mình che cái mái ấy, thì là nó không nắng và nó cũng không mưa thì chim nó đỗ ở đây nhiều hơn, làm cho cái chỗ này nó hơi bị mất vệ sinh. Đây, để mình vén cái lá cho các bạn xem nhé, cái con Khuyên con này. Đấy, nó đẻ được hai trứng, thế nào mà nó lở được một con. Đây 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 các bạn này. Ấy, em của Ti đấy, Ti đã có thêm em nữa rồi, ngon. Cái quả trứng kia là hỏng rồi này, mình nhìn nó trong vắt đây. Không được, quả đấy không được. Đấy, vậy là Khuyên của mình đã lở được lứa thứ hai rồi. Ti, ấy, làm gì mà sợ thế? Ui, hắn sợ, hắn rúc tít ở trong này các bạn này. Hắn sợ. Đây đây đây, ra đây Ti. Ra đây, ra đây. Ui, nó sợ những con chim khác. Ra đây. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Đi. Đi đi. Nhát chưa? Đây, để mình cho Ti ra ngoài, không Ti ở đây sợ quá lại bị những con chim khác nó bắt lạt. Hé. Nhìn đẹp phết đây này. Đi ra ngoài đi Ti đi. Ra ngoài đi, không thì mấy con chim kia nó bắt nạt, nó mổ Ti là ốm đòn đấy Ti ạ. Nhá. Ra ngoài, đúng không? Ra ngoài. Bay nhá. Ti có bay không? Để bây giờ mình sẽ thả con chim Khuyên của mình ra nhá. Đây đây đây. Đi đi. Đi đi. 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 Ô, chim gì mà đuổi không đi này. Đi đi. Có lông có cánh ở đây. Nó đậu ở trên cái cây sim của nhà mình. Đi đi Ti. Đi đi. Ngáo ngơ. Thì thôi, lên tay để vào lòng đi. Đi. Vào lòng đi. Đi 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 đi. Không đi chơi thì vào lòng, không đi chơi thì vào lòng. Công nhận là cầm cái quả trứng đà điểu sau này nó lặng thật. Mình vừa cất bé Khuyên xong ấy, thì mình có mang quả trứng đà điểu này vào để chuẩn bị ấp các bạn ạ. Thì đây, tiện cho các bạn xem luôn cái này này. Lúc nãy mình soi thử cái quả trứng của trong này ấy, là hình như có hiện tượng là có phôi ấy. Bởi vì vỏ là quá dày thì chúng ta không thể nào mà nhìn được cái mạch máu. Thế nhưng mà mình nhìn được rằng là cái trứng của nó đã có ngấn rồi. Thường thường nếu mà trứng mà có trống ấy, thì nó sẽ có cái ngấn như vậy đấy. Các bạn đợi mình một tí để mình soi cho các bạn xem luôn nhé. Bây giờ thì mình phải tắt cái flash của điện thoại đi đã. Đây các bạn nhìn nhá. Đây này. Nó có cái ngấn đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Ngấn ngấn đây này. Đấy 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 đấy. Một chỗ mà nó trống trống trong trong và một chỗ là nó đục hẳn lên về trên này này. Trên này là nó đang có một cái cuồng đen xì. Thì không biết là liệu có phải đây là cái hình của cái con đà điểu con hay không. Nhưng mà cứ thấy nó có cái ngấn ngấn này là mình cũng cũng gì nhỉ? Tự tin hơn rồi đấy. Thì thôi, quyết định là không nộp quả này nhá. Cái quả này là mình cứ để ấp tiếp đi. Đây, hai quả trứng mà khi mình cho các bạn xem là cái quả trứng đẻ trước là màu nó sẫm hơn này, quả đẻ sau màu trong này. Nhưng mà để lâu lâu rồi sau nó sẽ sẫm như nhau ấy mà. Kiểu thế. Để xem ngày hôm nay bao nhiêu nhỉ? Để mình cho quả này vào ấp luôn một thẻ đi. Ngày hôm nay là ngày quyến vào dương lịch, hôm nay là ngày 27 sao nhỉ? Hy vọng là nó thành công. Ôi giời, gãy mất nhỉ? Hiệu gãy không ta? Lặng lắm, hai quả này là vào gần 3 cân đấy. 2 cân 2. 2 cân mấy ấy. Ôi, rồi, ok. Đóng vào, đóng vào. Hy vọng rất lớn. Ui, càng ngày nhìn nó lại càng giống cái con chim cút trời. Đây là hai con gà nhỏ nhất thế giới của mình các bạn ạ. Để mình cầm ra ngoài sân này cho các bạn xem nhé. Mấy hôm nay mình cứ ngồi mình để ý hai con gà này của mình. Thì cái con gà mà nó màu đen đen này này, nhìn thì là nó còn không giống chim cút mấy. Thế nhưng mà cái con gà nó có cái màu sáng sáng hơn này, nhìn chả khác đấy con chim cút. Thôi chết rồi, hay là lại là chim cút Thái thật ta. Chim cút Thái thật thì mình cười lắm nhỉ. Đây, để mình để đây cho các bạn xem, hy vọng là nó sẽ không bay mất. Ui 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 ui. Nó chạy, nó chạy. Nó có cánh ấy, cánh nó cũng khá tốt. Thế nhưng mà mình không thấy nó bay. Chim cút tầm này là thấy nó bay vì vì cả rồi. Ngày xưa mình có nuôi chim cút, mình biết ấy, là nó chỉ cần có một tí lông cánh thôi là nó bay thẳng lên trời. À đây, nó cũng vừa bay đây này. Hay là chim cút Thái thật các bạn nhỉ. Nếu bạn nào mà có tìm hiểu về cái dòng gà nhỏ nhất thế giới này thì các bạn biết ấy, các bạn có thể chỉ mình với là nó đúng có phải là gà thật hay không, hay là nó là một con chim cút Thái. Nhưng mà mình thấy là nó cái con đen này thì đúng là nó khác hơn con cút thật. Còn thì cái con màu sáng sáng trắng trắng hơn này này, nhìn chả khác này con cút tí nào luôn. Ui, nó vậy là cút thì là do cái người người ta nhân giống ấy, tức là
tức là cái người nhân giống mang về Việt Nam là người ta đổi tên nó thành cái con gà nhỏ nhất thế giới để cho dễ bán hay sao ấy. Đấy, nếu mà phải như vậy thì nó là như thế, còn nếu không phải thì chắc là nó là cái con ấy thật đấy. Cái con rùa nó ăn phải cái dây này. À không phải là dính vào mồm, không phải là ăn phải cái dây. Đấy đây. Thôi được rồi, để mình cho nó vào không thì nó mà như chim cút thật là nó bay mất đấy. Nó bay mất đấy. Quay chà chà. Bay vào. Nó giống chim cút thật đấy. Ơi. Ở đấy. Anh quanh mấy con chim con cò cho ăn uống xong thì lại sắp hết ngày rồi. Mình đang ở ngoài ao để bây giờ đi vòng ra phía này mình cho các bạn xem. Những cái cây hoa mình trồng đây này, đến bây giờ là nó mới lại lên được như thế này và nó bắt đầu có hoa rồi. Phải nói là cái hoa này nó đẹp thực sự luôn ấy, nó rất rất chi là đẹp bởi vì là nó có nhiều màu. Đây này, ở bên này này. Bên này thì nó không bị sâu ăn ấy cho nên là nó còn nhiều hơn chứ ở bên đằng kia là sâu nó ăn hết. Nhà mình trồng rau, trồng nói chung là trồng các thứ ấy, thì mình không sử dụng đến thuốc bảo vệ thực vật hóa học các bạn ạ. Thì cho nên là cái sâu nó rất là nhiều. Đây, cái hoa nó màu tím này. Đây là mình gọi là màu đỏ sẫm nhỉ. Còn bên trên kia là có những bông hoa nó màu nhạt nhạt hơn này. Đấy, nếu mà nó mọc được cả cái hàng này thì rất là đẹp. Đây, những cái cây bí mình trồng nó đang lên hết rồi này. À, ở vế đằng này có quả rồi nhá. Cho các bạn xem, đây này. Quả đẹp phết đây này. Đấy, bí là mình trồng dọc bờ ao luôn, quay quanh bờ ao luôn. Chỉ mỗi cái vế này này, ngày trước là nó có nhiều hoa hồng quá ấy, thì là mình không trồng được. Còn thì bây giờ là hoa hồng mình đang tỉa bớt đi để cho nó thoáng, sau mình sẽ trồng thêm để cho nó neo kín cái bờ ao này luôn. Thì nhìn nó sẽ đẹp hơn và nó mát mát hơn, đúng không? Và sang vế bên này, đây cho các bạn xem về cái cây cải khổng lồ này. Cái cây cải mà người ta quảng cáo là khổng lồ. Thì mình cũng trồng theo kiểu là tự nhiên thôi, mình không phun thuốc trừ sâu cho nên là sâu nó đá hết những cái lá này. Cái cải này thì nó cũng chả khác cái cải ta ở quê mình đâu, nhưng mà nó có được to đâu. Đây, trước là nó cũng dày dày, mình tỉa bớt rồi, bên này nó cũng bị chết nữa. Giờ nó chỉ còn như này thôi. Nói chung là muốn được to ấy, thì là nó phải chăm sóc theo kiểu, ví dụ ở trong nhà kính chẳng hạn thế, hoặc là chăm sóc theo kiểu gọi là bón phân hóa học nhiều thì nó mới đẹp được. Chứ còn trồng như kiểu của mình này thì nó vẫn là như cải thường thôi, mà bọ chó với lại sâu nó đá rất nhiều. À đây, cái cây bầu mình trồng đây này. Đấy, cái hôm mình mua 10.000 hay là 20.000 một túi bầu được có 5-7 hạt đấy. Đây này, nó chính là cái cây này này. Đây, quả bầu đây. Ây, sắp sửa có bầu ăn rồi. Có bầu ăn là lại ra vệ sông đánh hến, đúng không? Đánh hến về nấu canh bầu. Ây, quá hợp lý luôn. Trời thì cũng đã về chiều rồi. Hôm nay thì mình bận một chút việc là bố của đồng niên mình ấy, bác ấy mất thì chắc là mình cũng phải kết thúc video sớm ở đây để mà ghép video rồi tối mình còn đi phúng viếng với lại hộ gia đình bạn nữa. Thì rất mong các bạn thông cảm. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé. Đây, cái cây bầu nó đang neo hết lên trên mái này. Là mai neo lên mái này cho quả nó rủ xuống này, các thứ này thì đẹp hết đây. Hoa chi chít luôn. Nhìn thích thật.